Em tên là Hằng Nga. Nga bao nhiêu tuổi? Em 31 tuổi. À, Nga hiện giờ đang làm việc ở đâu? Em là thợ uốn tóc. Rồi Hằng Nga, xin mời chú Cụi. Em tên là Nguyễn Thành Tâm. Thành Tâm? Thành Tâm. Thịnh Tâm hả? Thành Tâm. Nhiêu tuổi rồi? 34. Bạn làm nghề gì? Dạ, làm ở nhà cắt giải. Hình như bạn hơi run đúng không? Dạ. Căng thẳng đúng không? Có xem chương trình này nhiều lần chưa? Có anh. Rồi sao quyết định đăng ký tham gia chương trình? Tại thấy thích chương trình á. Thích chương trình hay thích muốn kiếm vợ? Thích chương trình với kiếm vợ. Thôi bây giờ cho hỏi ưu tiên bạn nữ trước nè. Hằng Nga quê ở đâu? Em ở Bình Phước chị. Mình ở với ai? Em ở với mấy đứa cháu em. Mình lên đây được bao lâu rồi? Cũng được 14 năm rồi chị. 31 tuổi là hình như cũng cũng hơi lớn so với tuổi lập gia đình rồi ha. Vậy gia đình có hối thúc bạn không? Mỗi lần em về quê là ba mẹ em hay hỏi lắm chị. Này, bạn thích người bạn trai mình là người như thế nào? Quan tâm, lo lắng cho em, tôn trọng ba mẹ em. Đừng có lăng nhăng. Đừng có lăng nhăng. Bên kia có lăng nhăng không? Không. Có lăng quăng không? Không. Hồi đó giờ có người yêu chưa? Dạ chưa anh. Thiệt không? Có thương mà đi lấy chồng hết. Bạn quê đâu? Chi? Bạn là làm cắt vải hả? Dạ. Gái con trai mà làm cắt vải gì yếu ớt đúng không? Cắt máy bự lắm chứ không phải máy nhỏ xíu đâu. Máy bự máy cỡ nào? Sân khấu nè. Vải áo rồi vải quần. Cắt viền để may áo anh. Bà làm nghề được bao nhiêu năm rồi? 3 năm. Gia đình có hối thúc lấy vợ không? Cũng có. Cũng bản thân bạn có muốn vợ lắm không? Cũng hơi hơi có. Hơi hơi là muốn lấy vợ rồi nha. Hằng Nga nè, thấy bạn có vẻ nhút nhát quá phải không? Dạ. Trời, nó nhát hơn bên đây còn nhát hơn nữa. Giờ thí dụ giờ á, mình gặp bạn này, bạn có dám tỏ tình đầu tiên không? Chưa biết làm sao. Theo như bạn giờ muốn gặp bạn gái đầu tiên nào, bạn thương bạn đó, bạn sẽ nói sao? Khó không à? Sao khó? Giờ này coi như đặt trường hợp là bạn thích bạn bên kia lắm nè, giờ chưa gặp bạn nha. Chút gặp nè, thấy thương lắm, dễ thương lắm nè. Rồi muốn lấy làm vợ nè, câu đầu tiên bạn sẽ nói gì? Anh thích em. Anh thích em hả? Rồi người ta nói không thích rồi sao? Không thích, thích chắc không. Trời đất ơi, bạn nhút nhát quá vậy. Nè hồi nãy nghe nói là bạn đi với anh trai hả? Dạ. Anh trai bạn đâu? Anh hai. À dạ, chào anh. À, em trai anh nhút nhát quá vậy, làm sao lấy được vợ anh? Cái này cũng tùy duyên. Nhưng 34 tuổi chưa có vợ sao được? Cái đối tượng nó chưa phù hợp. Dạ anh thấy cô này sao? Chung là nhìn em cũng phúc hậu, cũng dễ thương. Hậu dễ thương. À bây giờ chị hỏi em nè. Em cái mẫu người đàn ông lý tưởng của em là như thế nào? Mẫu bạn trai lý tưởng của em là hiền. Hiền. Dạ, chân thật. Cái lưng đừng có dài quá chị. Cái sao gì? Vậy? Cái lưng đừng có dài quá sao vậy em? Cái lưng dài quá làm biến. À, lưng dài quá làm biến. Rồi bây giờ nếu mà gặp được đúng đối tượng là em muốn kết hôn luôn chưa? Nếu mà thấy hợp thì có thể sẽ tiến tới luôn. Sanh con đẻ cái luôn chưa? Cái đó thì chưa biết. Sao vậy? Phải anh đó phải chịu mới được chứ không chịu sao anh sanh con đẻ cái. Nhưng mà mình là sẵn sàng đúng không? Dạ. Rồi, bạn rồi. Sao? Mẫu người lý tưởng như thế nào? Cao chừng 1m6. Rồi sao nữa? Hiền, biết làm ăn được anh. Bên đây giỏi lắm, 10 năm chinh chiến làm ăn một mình rồi. Bây giờ trước khi qua coi mặt là chị hỏi là không thích bạn trai ở điểm nào? Gia trưởng chị. Đâu bên em có gia trưởng đâu, thì nhát lắm. Nhát lắm, không có dám làm gì. La cái té lửa liền à. Rồi cái gì nữa em? Anh nói chuyện với em mà đừng có nhăn cái mặt, em không có thích. Đâu để tôi coi cái mặt có nhăn không nha. Thấy âm nó dưới là không có nhăn rồi đó, mà không biết bên đây thì sao ạ? Bên đây rung chứ không có nhăn. Trời ơi, rung mà cái mép mặt xanh lè. Mặt giật như luôn nè. Không có gì đâu mà rung, bình tĩnh. Sao hồi hộp cái gì? Không có gì đâu hồi hộp. Cũng được. Sao rung dữ vậy, bình tĩnh coi. Em hồi nãy em ngồi với anh dưới bình thường sao đây rung quá. Trời đất ơi, cái gì vậy mà rung dữ vậy nè. Tôi cho rung mà cái tay rung luôn kìa. Cái mặt xanh lè kìa. Hít thở sâu vô. Hít vô, thở được, ra. Đừng chọc em nữa. Đâu có chọc đâu, người ta nói vậy để cho cười vui vậy, cho đỡ căng thẳng nó một hồi 2 phút trực diện với bạn gái nữa mà rung vậy làm sao. Không, mình thấy bạn rất là dễ thương. Điên qua tôi nói tốt cho nha. Có gì nhớ công ơn tôi nha. Dạ. Nghe không? Còn mấy anh em? Hai nữa chị. Có ai chưa vợ chưa? Chưa, hai đứa chưa ai. Hai đứa là nhỏ hơn à. Còn hai anh nữa đúng không? Đứa con gái với anh trai. Em này thứ ba rồi. À dạ. Rồi thôi được rồi, thôi mệt quá bỏ qua đi. Thôi có ông nào cũng chi là may cái tường nha, ế lắm. Thôi khỏi cần. Có vẻ rất là thật thà, tại vì chị nghĩ một người đàn ông mà chinh chiến nhiều á, coi như là kiểu như gái gú nhiều á là không bao giờ mất bình tĩnh vậy đâu. Cái anh bên này có vẻ chân thật. Nói chung là dễ thương à, hiền à, ha. Rung dữ lắm, à. rung vậy nè. Ê, chào bạn, có rung không? Dạ, có chút. Chút hả?
Nếu như bạn trai bạn rung quá thì bạn có lo lắng được gì không? Tại mới vậy anh ơi. Mới vậy hả? Dạ, chứ mai mốt gặp nhau rồi ai biết, nhiều khi không. Mình thấy hai người này giống nhau một điểm là hai người đều rất là chân thành. Bây giờ kéo cái màn lên đi cho hai bên người ta gặp nhau. Bạn không thích ở bạn gái điều gì? Đừng có chân diện xe xu quá, bình thường được, đơn giản được. À, không thích son phấn gì hả? Rồi gì nữa? Phụ nữ được rồi, như hiền được. Phụ nữ được rồi hả? Phụ nam được không? Hiền. Kéo rèm lên, chuẩn bị hít thở sâu vô đi nha, đừng có rung nữa nha. Hít thở, hít thở. Kéo màn lên. Bên kia hằng Nga, bên đây chú Cụi. Giống chú Cụi lắm á nha. 2 phút để trò chuyện với nhau, 2 phút bắt đầu. Chào. Chào. Hỏi. Anh là Củ Chi luôn hả? Dạ, Củ Chi. Trời dạ. Anh ở Củ Chi, dạ Củ Chi. Em ở đâu? Dạ, em ở quận Tân Phú. Quận Tân Phú là dạ. Không biết. Trời. Củ Chi Tân Phú sát bên mà không biết. Rồi tiếp 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 tiếp. Bạn có thích thể thao không? Dạ không. Vậy là không có sở thích giống mình. Bạn hỏi em mình đi. Họ thích cắt tóc không? Hết. Con nhắm mắt gì đừng nói liền đi. Đi xuống dưới này coi ca nhạc đồ không? Không, anh làm thời gian tới tối. Là vậy là anh có đi chơi hả? Ít lắm, ở nhà. Ờ. Bây giờ hai đứa đi chơi thì sao? Ví dụ cái đó chắc chừng nào mà rảnh là sao? Chừng nào rảnh? Một người thì mở tiệm tóc từ sáng đến tối, một người thì không có rảnh. Bởi vậy em biết sao giờ em hỏi anh đi. Ví dụ như mai mốt em muốn đi coi ca nhạc hoặc hài gì đó, anh có thể đi với em không? Đó chắc để sắp xếp được. Trời ơi, sắp xếp nữa. Ta đã rủ mình rồi mà còn được nữa mà còn để nó sắp xếp nữa. Rồi bây giờ tới đây mục đích để làm cái gì? Hả? Tìm bạn gái. Tìm bạn gái thì phải sắp xếp thời gian đi. Có chưa? Có chứ. Chưa? Sắp rồi. Nói chung mà anh ăn nói dở lắm, anh ít ăn nói lắm, nói chuyện không có lưu loát. Giờ hỏi thiệt nha, đó giờ hung lần nào chưa? Hồi đó có nhưng lâu lắm đâu có hung đâu. Giờ muốn hung không? Thôi đừng bắt qua hung rồi. Ta hỏi muốn hung thôi chứ ta có hỏi bắt qua hung rồi nào. Thôi gài á. Thôi hết giờ. Thấy được mà rung mà cái miệng ông giật giật vậy nè, ông xỉu bây giờ đó. Chúng ta có 3 tiếng đếm để suy nghĩ. Suy nghĩ cho kỹ nha. Đừng có rung rung rồi nhắn ẩu đi. Tôi đếm nè. 1 2 Từ từ, để sắp xếp cái đã. Bây giờ á, tôi sẽ đếm thứ 3. Nhưng mà quay qua bên kia nói gì câu đi rồi bấm. Giờ bấm. Ôi, không nói luôn. Hả? Nói đi, nói câu thôi. Nhìn quanh kia cái coi bạn nó làm gì. Rưỡi. 3 3 Quá thời gian. Ngon rồi. Rồi đó, giờ nắm tay được rồi đó. Giờ ta đồng ý rồi đó. Nắm tay đi. Nắm tay đi. Còn không? Nắm để ta rung tội nghiệp em. Chủ động nắm đi. Thôi khỏi nắm. Hả? Gì khỏi, chủ động nắm đi. Thôi được rồi. Được rồi. Hung là xỉu á, tôi nói thiệt. Không. Làm dưỡng ngực kia, nắm tiếp đi sao buông ra. Nắm tiếp đi sao buông ra. Chưa mà. Nắm vô. Bạn cảm nhận thế nào với cái hơi ấm bàn tay của bạn gái? Mềm mềm. Thích không? Thích. Sao không hung? Thôi. Thôi vậy? Chuyện hung thì sao đi. Khoảng chừng nào mới hung? Không biết. Rồi, chúc mừng hai bạn. Rồi.